thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao địa giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao thủy hỏa phong không thức giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao lìa địa giới có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao lìa thủy hỏa phong không thức giới có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao chân như của địa giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao chân như của thủy hỏa phong không thức giới đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao lìa chân như của địa giới có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao lìa chân như của thủy hỏa phong không thức giới có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện Thưa ngài xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Vô minh đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp: không thiện hiện. Thưa ngài xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp không thiện hiện. Thưa ngài xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Địa vô minh có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp không thiện hiện. Thưa Ngài xá lợi tử, theo ý Ngài thì sao? Địa hành cho đến lão tử, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài xá lợi tử, theo ý Ngài thì sao? Trơn như của vô minh đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp, không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao chân như của hành cho đến lão tử đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao đìa chân như của vô minh có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao lìa chân như của hành cho đến lão tử có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện hết quyển thứ ba trăm hai